Đầu tiên là cái hạng phòng Premium Ocean View biển với diện tích 33m², phòng được trang bị một giường double hoặc là hai giường đơn, sàn gỗ cao cấp. Với một góc ban công lãng mạn được thiết kế theo phong cách Pháp và tầm nhìn trực diện về phía biển Vũng Tàu tuyệt đẹp. Phòng Premium Ocean View mang đến cho mọi người một cái trải nghiệm không gian rất là tuyệt vời. Đây là ban công nè mọi người. View biển cực chill luôn. Thì trong phòng sẽ được lót sàn gỗ và một cái bàn làm việc ở đây ha. Rồi có tivi, đầy đủ các tiện nghi cần thiết. Ở đây là quầy mini bar gồm các loại đồ uống miễn phí, nước suối, két sắt ha, tủ lạnh. Nếu mọi người cần order nước uống như Coca hay các loại nước khác thì có thể order ở lễ tân nha. Ở đây là tủ quần áo, mọi người có thể để hành lý đồ ở đây và có hai bộ đồ ở trong phòng. Rồi đây là không gian của toilet và phòng tắm nha. Rất là sạch sẽ. Cũng đầy đủ các vật dụng để mọi người có thể dùng như là bàn chải, cái máy răng, dầu gội. Đây là xà phòng rửa tay nè mọi người. Ở dưới là các loại khăn ha. Rồi đây là bồn tắm đứng. Phòng này thì không có bồn tắm nằm nha mọi người. Bồn tắm đứng với view hướng ra phòng. Rồi đó là tổng quan căn phòng Premium Ocean View với giường double. Hiện tại các phòng mình đang quay là giường double nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến tầng thượng của khách sạn nha. Ở trên tầng thượng sẽ có cái bar và hồ bơi vô cực rất là đẹp. Đây là không gian của bar nè mọi người. Sky bar. Đó. Đây là không gian của hồ bơi, mọi người có thể ra đây chill ha. Ở trên tầng thượng rất là đẹp luôn. View ra biển. Ở đây có một vài bức ảnh sống ảo rất là đẹp, mọi người có thể chụp ảnh ở đây nha. Đó, mọi người sẽ thấy không gian rất là đẹp luôn, rộng thoáng. Có thể tập yoga tại đây cũng được nữa. Còn đây là không gian Sky Bar nè. Nhớ là đây chill nha mọi người. Ok, giờ tới không gian phòng gym nè. Thì ở VIP Vũng Tàu khách sạn, không gian của phòng gym cũng rất là chuyên nghiệp, đầy đủ các thiết bị. Mọi người có thể trải nghiệm một không gian phòng tập rất chuyên nghiệp. Máy chạy bộ. Rất là nhiều thiết bị để mọi người có thể luyện tập ở đây ha. Ok, giờ chúng ta sẽ tới không gian của nhà hàng, nơi ăn sáng, buffet ha. Thì mọi người có thể đến không gian này buổi sáng để mà ăn buffet với nhiều món để mọi người có thể lựa chọn. Không gian nhà hàng này thì cũng rất là rộng và thoáng. Thiết kế thì tông màu nhẹ nhàng, trầm ấm theo kiểu châu Âu á. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video review về khách sạn VIP Vũng Tàu của Joy Holiday. Nếu mà có nhu cầu đặt phòng thì liên hệ cho Joy Holiday ngay nhé. Và đừng quên follow kênh Joy Holiday để được xem nhiều video review mới nha.